Xiang chứ không phải là Xiang thì tím. Chắc chắn là tím. Xiang Mark đối đầu Egypt Baby. Vâng, chim sẻ là người cầm Egypt. He he là người cầm Baby. Cam Quýt là người cầm Mark C. Vâng, như vậy là chúng ta có xe, nhưng đây là bài xe thời điểm đầu bãi quả, chúng ta thấy rồi là hơi xấu, bãi quả xấu dành cho xe. Vâng, em chào con gái Su Su của anh Minh Lê. Chúng ta đang theo dõi trận đấu đầu tiên của trận đấu thứ 3. Trận đấu thứ 2 chúng ta đã kết thúc rất nhanh chóng, tỷ số là 3-0. Như vậy là cùng cánh với chim sẻ. Cùng cánh chim sẻ nào, thấy bãi quả rồi. Quả phụ của chim sẻ này, cố gắng bú trước nào. Chắc chắn là chim sẻ sẽ không đủ gỗ. Không đủ gỗ đâu. Có chốt cái e bên kia không nhờ, vì không có dân của nó ở đây. Vâng, bây giờ thì kéo rất nhiều dân lên trên. Kéo rất nhiều dân lên trên để ăn của chim sẻ, ăn bãi quả của chim sẻ. Bãi quả rất cần của chim sẻ, người cầm Egypt trong trận đấu này. Vâng, Egypt sẽ vâng đứt với Xiang của game thủ BB. Chốt ở dưới đẹp hơn chứ. Thôi đánh rất khoát đi, đã chốt cái BB và không cho nó ăn. Vẫn để cho ăn à. Vẫn để cho chim sẻ nó ăn. Để ép nó mất phải 120 gỗ. Vâng, 7-40 với 25 dân của Xiang. Ô, hiếu 4 à. Không được hiếu 5, hiếu 6, đúng 7, hiếu 4. Vâng, em chào anh Vinh Thắng nhá. Chào bố con Vinh Thắng. 20 và 15% đó là chỉ số đi dò đấy bạn. Cam Quýt Max C cũng đang câu voi về này. Đấy, bật tí mát xong tắt đi. Vâng, BB đóng để bo cái hướng trên 12 giờ xuống dành cho Cam Quýt. Voi yếu thế nhở, hay là voi đã bị câu lỗi. Thằng he, chắc thằng he câu trượt. Màn hình máy game thủ BB đóng à. Vâng, một mình anh lên đời thôi. Vâng, 10-10 với 25 dân của Xiang đến từ game thủ BB. Bây giờ bạn có cung tuyển Egypt đến từ chim sẻ và Babylon của game thủ he. Lên đời thì chúng ta sẽ có T và công thẳng là nhà Egypt luôn. Vâng, như vậy là vừa đóng xong nhà điều kiện đến từ màu 4 game thủ chim sẻ. Vâng, tiếp tục công tê vào bãi gỗ. Chim sẻ đang vác dân ở đập.
Khả năng là phải xin thực đến từ Cam Quýt. Có quẩy à? Ai ăn bầy hươu trước mặt kia? Ai ăn bầy hươu trước mặt kìa, tôi vừa thấy bầy hươu kìa. Trước cánh rừng thông thôi. Đấy, chỗ đây, chỗ đây, chỗ đây, đúng rồi, quay xuống mà xiên. Đây, 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 nhà A luôn này. Nhà A đấy luôn này. Vâng, lên đời, sóc chém. Màn hình máy cái thủ BB. Vâng, bắt đầu đóng nhà BA. Đóng nhà BA như này thì sẽ nở ra bên trong hết. Vâng, như vậy là nhà của game thủ BB đã chui vào một cái hốc rất kín rồi. Bạn không công vào được nữa. Bây giờ thì game thủ Cam Quýt sẽ nở Y ra. Đây là màn hình máy game thủ Cam Quýt có Y và đang đẩy. Vâng, xiên luôn dân chia sẻ. Và liệu rằng có 4-0 trắng hay không nào? Có 4-0 liên tiếp không nào? 4 trận liên tiếp không nào? Cố gắng nào. Bánh xe rất sớm đấy nhá. Từ 15 là có bánh xe luôn đấy, 15 tròn đấy. Trận đấu ăn chay như vậy là sớm. Vâng, có lạc đà của He sang đây để cứu giá lạc đà của Babylon. Vâng, màn hình máy game thủ BB cũng rờ có. Bắn với ra ngoài nào, công luôn vào bãi gỗ của game thủ. Vâng, công luôn vào bãi gỗ của game thủ chim sẻ. Bắn với được, cung rờ bắn với được. Vâng, bây giờ thì phá E ra để đẩy cung rờ. Không, chim sẻ đang tụ được 4 cung rờ. Và có cả con quẩy nữa ở đây. Màn hình máy game thủ Cam Quýt báo về đang đốt A của chim sẻ. Vâng, đội bạn Quýt và tỷ số là 1-0. 4 trận liên tiếp. 4 trận liên tiếp. Thì đòi phi được chỗ đấy. Nó phá hết voi em á. Đâu quy của anh thì tôi